Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Tôi đang có mặt ở tại nhà hàng cũng như cà phê Di Loan tại Quỳnh Ngọc, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Anh em có dịp tới đây thưởng thức. Đây là quang cảnh phía trước khuôn viên có hồ cá koi. Và đây là những chú cá koi rất đẹp. Phía trước là một núi đá và cây hoa giấy đang được khoe sắc. Ui, cây mộc thân khá to. Nhà hàng khá đẹp. Một phôi xanh Nam Điền có vẻ đang được đấu giá sao ấy? Đang đấu giá đây. Đây các bạn cùng xem, chúng tôi sẽ chế biến cây này. Lúc cắt lông. Tôi sẽ chế ra làm hai cây. Đây là chủ nhân nhà hàng mặc áo sữa. Xin chào. Đây là anh em đang đấu giá. Bây giờ thì các bạn thấy là nó hơi cao và tôi sẽ cắt ngọn ghép thành một cây và dưới thì là một cây kỹ. Sau này tay nó chỉ ra như này thôi. Vâng, đúng rồi. Nó bắn sai rồi chứ. Lúc bồ bạn chỉ. Đoạn trên dâm thành một gốc tiếp. Được. Liệu nó có sống được? Sống. Sống bình thường. Cái này làm hai cây mà. Bây giờ cái gì? Tổng đài có về xem cắt cây không? Thế mà chưa thành mà. Nhanh như đang cắt rồi. Nhanh. Thế là vừa lấy một người trả thêm 50 triệu giờ một nửa nữa lại phải 50 triệu nữa là 100 triệu rồi. Gấp đôi luôn rồi đấy. Cái kéo cắt dễ. Trước khi dùng dao phủ thì có rất nhiều những nhà đầu tư đang chờ đấu giá. Đang chờ xem pha cắt ở thế nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng. Đi lễ trường qua, tối qua, tối qua ở Tam Giang về. Quay slow. Bọn mình nhìn đất ngoài mắt rồi. Okay.
vô đập chân. Cháu đỡ tí đổ vào cái bò tường của người ta. Lái về này. Đó, cái bò tường nó đang mục sẵn rồi. Bây giờ anh cắt đôi. Cứ đẩy được không? Được không? Anh cứ đi. Cắt. Đấy, từ từ đây lấy cái này. Cầm cái này mà đẩy cho cái nó. Vâng, người gửi cho em về đi. 167 515. Trong lúc chúng tôi đang làm thì có hai cao thủ này đang gặp số tội phạm. Tiền rồi, bác Duy bác giả tiền mình. Ông chủ đi vào ngủ đi. Đừng đứng đây làm cái gì cho nó. Đi vào nhé, đừng tránh ra. Chưa thích gì. Sao nó chuyển qua như kiểu trên Mỹ. Quay đi, quay đùa, quay thật đi. Thế ăn chưa? Không.
chưa thấy gì. Đây, xong chưa, 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 chưa thấy gì. Đây. Chưa thấy gì. Có phải của anh đâu? Của anh, không. Đây là giao dịch để kiểm tra ngân hàng nhá. Bác Duy vào ngủ đi. Nếu khác ngân hàng nó sẽ chậm một tí. Khác ngân hàng là chậm rồi, còn đúng là kém rồi. Hôm nay chủ nhật nó sẽ chậm một tí. Thành công 50 triệu cái này mà à. Hôm nay là chú hiệu chú chuyển ra 20 triệu. Bây giờ mà chú nên giao dịch nên nên mạng như thế là chú hiệu chú bán 100 đấy. À, anh em chúng tôi là bên công ty Như Khang mà nhôm kính nhưng mà chuyên về cây cối tí thôi. Nhưng đã giao dịch thành công cái rồi. Này là 50 triệu. Rồi, bàn giao cho à, chú và giao chú hiệu mà bên công ty bất động sản. Rồi. Duy hiệu à? Anh Duy hiệu ấy. Rồi, như vậy là đã thành công là 50 triệu cái này mà tài khoản đã nổi. Rồi, đã nổ tài khoản rồi, đã chủ nhân mới. Đây, chúc mừng chủ nhân mới nhá. Vâng, vâng nhá. Rồi, ok. Vào tay đây. Rồi, ok. Rồi, đã giao dịch. Và thưa quý vị và các bạn, chúng tôi còn đang cắt đây. Nhưng đã có vụ nổ giao dịch rồi. Chuyển nhượng sang chủ nhân mới. Chúng tôi sẽ lại hẹn quý vị và các bạn video thứ hai khi chủ nhân mới. Có xe phải trả đến luôn. Đây tại nhà hàng chúng tôi cắt rất nhiều. Em chưa thấy phi vụ nào nhanh máu. Như này đúng rồi, đúng rồi, nhanh 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 gọn. Cái nhát cừ của anh phải nói là nó nhanh ra tiền. Đây đây. Có... nhìn nó là ra tiền ngay. 50 triệu, thế là 10 triệu tiền cây là thành 60. 10 triệu. 10 triệu tiền gốc cây. Tổng 50 triệu. Alo, anh con à? Bây giờ như này nhá, anh cho lên cái xe chỗ cây xăng chợ cầu nhá, bên cạnh nhà hàng Thiên An cầu nhá, một cái cây lên chỗ để tên na. Nó rơi vào khoảng 2 tạ thôi. Nhưng mà trả luôn. Nên là nhà hàng Duy Loan. Duy Loan. Đúng chợ cầu luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Cây xăng nhà Chiến đấy. Anh lên luôn nhá. Bây giờ thì tôi xin khép lại video 1 này. Xin cảm ơn các bạn.